Đây là chiếc máy đánh cây này. Chiếc máy đánh cây này do Hà Bình Ngon chế ra để phục vụ cho công việc của Hà Bình Ngon nhanh hơn, tốc độ hơn và giảm sức lao động. Bầu rất là đẹp, bầu này thợ đánh cây nhìn thấy cái là sẽ biết ngay về hiệu quả kinh tế và thời gian đánh rất là nhanh. Đây, Hà Bình Ngon quay cho bà con xem những cái hố đánh cây này. Hà Bình Ngon chỉ đánh 4 cái xung quanh là có thể là nhổ cây lên, tốc độ rất nhanh. Đây là chiếc máy đánh cây. Đây, chiếc máy đánh cây đây. Đây, Hà Bình Ngon sẽ quay cho bà con xem thao tác đánh cây. Đây là Hà Bình Ngon đã đánh được một bầu cây như thế này. Bà con nhìn rất là đẹp và rất là chắc chắn.